Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 11. Ngươi phải kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải gìn giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh và điều răn của Ngài. Ngày nay, các ngươi hãy nhìn biết, vì ta không nói cùng con trẻ các ngươi, bởi chúng nó chẳng biết chi, và cũng chẳng thấy chi. Những lời răn dạy của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, sự oai nghiêm Ngài, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngài, những phép lạ và công việc Ngài làm ra giữa xứ Ai-cập mà hại Pharaoh vua Ai-cập và toàn xứ người. Hãy nhận biết điều Ngài làm cho đạo binh Ai-cập, ngựa và xe Ai-cập, trong khi chúng đuổi theo các ngươi, bị Đức Giê-hô-va lấp nước biển đỏ lại và hủy diệt chúng nó đến ngày nay. Việc Ngài đã làm cho các ngươi trong đồng vắng cho đến khi tới chốn này. Và cũng hãy nhận biết điều Ngài làm cho Đa-than, Abiram, con trai Eliab, cháu Ruben, khi đất tại giữa cả Israel hả miệng nuốt hai người, gia quyến, luôn với trại và mọi vật chi theo họ. Vì tận mắt các ngươi đã thấy hết thảy những việc lớn mà Đức Giê-hô-va đã làm. Vậy, phải gìn giữ hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được mạnh mẽ vào nhận lấy xứ mà mình sẽ chiếm được, hầu cho các ngươi sống lâu ngày trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi và cho dòng dõi của họ, tức là xứ đượm sữa và mật. Vì xứ ngươi sẽ vào nhận lấy chẳng phải như xứ Ai-cập là nơi mình đã ra khỏi. Tại nơi ấy, ngươi gieo mạ và phải nhờ lấy chân mình mà tưới như một vườn rau cỏ. Nhưng xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới. Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối. Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và phục sự Ngài, thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi. Ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu và dầu của ngươi. Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi sinh cỏ cho súc vật ngươi. Ngươi sẽ ăn và được no nê. Các ngươi khá cẩn thận, kéo lòng mình bị dụ dỗ xây bỏ Chúa mà hầu việc các thần khác và quỳ lại trước mặt chúng nó chăng? E cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi. Ngài đóng các từng trời lại, nên nổi chẳng có mưa nữa, đất không sinh sản. Như vậy, các ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi này, là xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi. Đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là trỗi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa của mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. Vì nhược bằng các ngươi cẩn thận gìn giữ hết thảy điều răn này mà ta truyền cho các ngươi phải làm lấy, kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo các đạo Ngài và chiếu mến Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ đuổi những dân tộc này ra khỏi trước mặt các ngươi, khiến các ngươi thắng được dân tộc lớn và mạnh hơn mình. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi sẽ đạp đến đều thuộc về các ngươi. Giới hạn các ngươi sẽ chạy từ đồng vắng tới Liban, từ sông Euphrat đến biển Tây. Chẳng ai đứng nổi được trước mặt các ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ rải sự kinh khủng và sợ hãi trong khắp xứ các ngươi sẽ đạp chân lên, y như Ngài đã phán. Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả. Sự phước lành nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta truyền cho ngày nay. Sự rủa sả nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi,
nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi khiến ngươi vào xứ đặng nhận lấy, thì phải rao sự chúc lành trên núi Garisim và sự chúc dữ trên núi Eban. Hai núi này há chẳng phải ở bên kia sông Giô-đanh, qua khỏi đường Tây, tại đất dân Canaan, ở trong đồng ruộng đối ngang Ginh-ganh, gần những cây dẻ bột của Môrê sao? Vì các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh, đặng vào nhận lấy xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi ban cho. Các ngươi sẽ lấy xứ làm sản nghiệp và ở tại đó. Vậy, phải cẩn thận làm theo hết thảy những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi. Chương 12. Này là những luật lệ và mạng lệnh mà trọn đời mình sống trên đất, các ngươi phải gìn giữ làm theo trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi nhận lấy. Phàm nơi nào những dân tộc mà các ngươi sẽ đuổi đi đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nõng, hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải hủy diệt sạch hết đi. Phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng và thiêu những trụ Asherah của chúng nó trong lửa, lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó và xóa tên các thần ấy cho khỏi chỗ đó. Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Song nơi nào trong những chi phái các ngươi mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó, đem dâng tại đó những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng lên, của lễ hoàn nguyện, của lễ lạc ý và các con đầu lòng của bầy bò và chiên. Rồi các ngươi sẽ ăn tại đó trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho. Chớ làm như chúng ta làm ngày nay đây, là mỗi người làm tùy ý mình tưởng là phải. Vì các ngươi chưa vào nơi an nghỉ và chưa hưởng lấy cơ nghiệp mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Vậy, các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh, ở trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi ban cho làm sản nghiệp. Ngài sẽ ban sự bình an cho các ngươi, không để kẻ thù nghịch xung quanh hãm áp, và khiến các ngươi được ở yên ổn. Bây giờ, sẽ có một chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi chọn đặng cho danh Ngài ở. Ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi, tức là những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng dơ lên và mọi của lễ tốt nhất mà các ngươi hứa nguyện dâng cho Đức Jehovah. Các ngươi, con trai, con gái, tôi trai và tớ gái của các ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, luôn với người Lê-vi ở trong thành các ngươi, vì người không có phần, cũng không hưởng nghiệp chung với các ngươi. Khá coi chừng, chớ dâng của lễ thiêu mình trong những nơi nào người thấy, nhưng phải dâng tại nơi Đức Jehovah sẽ chọn trong một của các chi phái ngươi, và tại đó ngươi phải làm mọi điều ta truyền dặn. Song trong các thành mình, ngươi được mặc ý giết những thú vật và ăn thịt nó, tùy theo sự phước lành mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi. Vô luận người bị ô uế hay là người được tinh sạch sẽ đều ăn thịt nó như ăn con hoàng dương và con nai đực. Chỉ các ngươi chớ ăn huyết, phải đổ huyết trên đất như nước vậy. Của thuế một phần mười về ngũ cốc, về rượu hay là dầu, cùng những con đầu lòng của bầy bò hay chiên, vật chi ngươi hứa nguyện dâng lên, các của lễ lạc ý hay là lễ vật dâng dơ lên, thì các ngươi chẳng nên ăn tại trong các thành mình. Nhưng ngươi, các con trai, con gái, tôi trai và tớ gái ngươi, cùng người Lê-vi ở trong thành ngươi, phải ăn những vật ấy trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tại chỗ Ngài sẽ chọn. Ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi về mọi việc tay ngươi đã làm. Trọn đời ngươi ở trong xứ, khá giữ mình, chớ bỏ bê người Lê-vi. Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã mở rộng bờ cõi ngươi y như Ngài đã phán, và vì ngươi ước ao ăn thịt nên nói, tôi muốn ăn thịt, thì khá tùy ý ăn lấy. Nếu chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chọn đặng đặt danh Ngài cách xa ngươi, ngươi được giết bò hay chiên mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi y như ta dặn, rồi tùy ý ngươi muốn ăn lấy nó trong thành mình.
phải ăn thịt ấy như ăn con hoàng dương và con nai đực. Vô luận người bị ô uế hay là người tinh sạch cũng đều ăn cả. Song phải giữ mình, chớ ăn huyết. Vì huyết là sự sống, nên chớ ăn thịt luôn với sự sống. Người chớ ăn huyết, phải đổ nó trên đất như nước. Đừng ăn huyết, hầu ngươi và con cháu ngươi được phước, bởi vì có làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. Còn về thú vật ngươi biệt riêng ra thánh hay là hứa nguyện dâng lên, thì phải đem nó theo mình đến nơi Đức Giê-hô-va đã chọn, dâng thịt và huyết nó làm của lễ thiêu trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Còn huyết các con sinh khác thì phải đổ trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đoạn mới ăn thịt nó. Hãy giữ và nghe các điều này mà ta dặn biểu ngươi, để ngươi và con cháu ngươi được phước đời đời, bởi vì làm điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt khỏi trước mặt ngươi những dân tộc mà ngươi đi đến đặng đuổi đi đó, khi ngươi đã đuổi chúng nó rồi và được ở trong xứ chúng nó, thì hãy giữ lấy mình, kẻo sau khi chúng nó đã bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi sa vào bẫy, bắt chước chúng nó, cầu các thần chúng nó mà hỏi rằng: các dân tộc này phục sự các thần mình thế nào, ta cũng muốn làm theo vậy nữa. Ngươi chớ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như vậy, vì mọi điều Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc và ghét thì chúng nó đã làm cho các thần mình, đến nỗi chúng nó thiêu con trai và con gái mình trong lửa để cúng thờ các thần mình. Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi, chớ thêm hay là bớt chi hết. Thư thứ hai của Phi-e-rơ, chương 1. Simon Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Giê-su Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su là Chúa chúng ta. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu, thì coi sự lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi vậy. Vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm này, như Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta đã bảo cho tôi. Nhưng tôi ân cần rằng, sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói. Và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Nhưng đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em.
trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Chương 2. Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng và đạo thật, vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình lấy lời dối trá khoét anh em, nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Và nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước luộc phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Noe là thầy giảng đạo công bình với bảy người khác mà thôi. Nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrah hủy phá đi, khiến hóa ra tro để làm gương cho người gian ác về sau, nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình, thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ và hình phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ Ngài phán xét, nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dễ quyền phép rất cao. Bọn đó cả gan tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ. Dẫu các thiên sứ là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết rồi chết đi như con vật. Dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình. Chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế, ưa thích sự dối trá mình đang khi ăn tiệc với anh em. Cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng. Chúng nó có lòng quen thói tham dục, ấy là những con cái đang rủa xả. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác. Nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình bởi có một con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đảng, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc. Chúng nó hứa sự tự do cho người mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát. Vì có sự chi đã thắng hơn người thì người là tôi mọi sự đó. Và chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình. Thế thì tha rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Chương 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, này là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ này và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để dục lòng lành trong anh em, hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng: chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lửng đi rằng, buổi xưa, bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước,
thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Lại phải nhìn biết rằng, sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em. Cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó. Ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận. E anh em cũng bị mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng? Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ rày đến đời đời. Amen. Thi Thiên 44. Hỡi Đức Chúa Trời, lỗ tai chúng tôi có nghe, tổ phụ chúng tôi đã thuật lại công việc Chúa đã làm trong đời họ buổi ngày xưa. Chúa dùng tay mình đuổi các dân tộc ra, xong lại tài bồi tổ phụ chúng tôi. Chúa làm khổ cho các dân nhưng lại làm cho tổ phụ chúng tôi lan ra. Vì họ chẳng nhờ thanh gươm mình mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu, bèn nhờ tay hữu Chúa, cánh tay Chúa và sự sáng mặt Chúa, vì Chúa làm ơn cho họ. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là vua tôi, cầu Chúa ban lệnh giải cứu Gia-cốp. Nhờ Chúa chúng tôi sẽ xô đổ cừu địch chúng tôi. Nhân danh Chúa, chúng tôi giày đạp những kẻ dí nghịch cùng chúng tôi. Vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi đâu. Nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi cừu địch chúng tôi, làm bỉ mặt những kẻ ghen ghét chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. Song nay Chúa đã từ bỏ chúng tôi, làm cho chúng tôi bị nhuốc nhơ. Chúa chẳng còn đi ra cùng đạo binh chúng tôi nữa. Chúa khiến chúng tôi lui lại trước mặt cừu địch, và kẻ ghét chúng tôi cướp lấy của cho mình. Chúa đã phó chúng tôi khác nào chiên bị định làm đồ ăn, và đã làm tán lạc chúng tôi trong các nước. Chúa đã bán dân sự Chúa không giá chi, và đánh giá chúng nó chẳng cao. Chúa làm chúng tôi thành vật ô nhục cho kẻ lân cận chúng tôi, làm đồ nhạo báng và một sự chê cười cho những kẻ ở chung quanh. Chúa làm chúng tôi nên tục ngữ giữa các nước. Trong các dân, ai thấy chúng tôi bèn lắc đầu. Cả ngày, sự sỉ nhục ở trước mặt tôi, sự hổ ngươi bao phủ mặt tôi, tại vì tiếng kẻ sỉ nhục mắng chửi và vì cớ kẻ thù nghịch và kẻ báo thù. Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi, song chúng tôi nào quên Chúa, cũng không bội nghịch giao ước của Chúa. Lòng chúng tôi không thối lại, bước chúng tôi cũng không trớ khỏi lối Chúa. Dầu vậy, Chúa đã bẻ nát chúng tôi trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng tôi bằng bóng sự chết. Nếu chúng tôi có quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi hoặc giơ tay mình hướng về một thần lạ,
Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi tra sao? Vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Thật, vì Chúa mà hằng ngày chúng tôi bị giết, chúng tôi bị kể như con chiên dành cho lò cạo. Hỡi Chúa, hãy tỉnh thức, nhưng sao Chúa ngủ? Hãy trỗi dậy, chớ từ bỏ chúng tôi luôn luôn. Cớ sao Chúa giấu mặt đi, quên nỗi hoạn nạn và sự hà hiếp chúng tôi? Vì linh hồn chúng tôi bị phục dưới bụi tro, thân thể chúng tôi dính vào đất. Xin Chúa hãy trỗi dậy mà giúp đỡ chúng tôi. Hãy vì sự nhân từ Chúa mà chuộc chúng tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.